Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tuổi Thìn gặp tháng phát tài năm 2020, tiền vàng cái gì cũng có. Nếu bạn sinh năm Thìn, chắc hẳn không thể không quan tâm xem tháng phát tài năm 2020 của người tuổi Thìn là khi nào. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt theo dõi ngay sau đây nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tháng riêng, đường tài lộc năm 2020 của tuổi Thìn, lỡ có không được suôn sẻ như ý thì yên tâm là vào tháng đầu tiên của năm, tháng riêng thì con giáp này có thể yên tâm kê cao gối ngủ mà vẫn có tiền bạc về túi. Người ta vẫn nói tháng riêng là tháng ăn chơi, nhưng tiền làm gì có ai cho không, không biếu không, nên những chú rồng sẽ cần phải nỗ lực hơn, làm việc chăm chỉ hơn thay vì vui hưởng không khí du xuân như mọi người. Dân Phan Phong chớ tưởng tháng đầu năm rảnh rỗi, có khá nhiều việc đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ để hoàn thành. Nhưng yên tâm là khi nhận được các khoản lương thưởng tăng lên hơn hẳn so với bình thường thì bạn sẽ thấy những mệt mỏi mình trải qua là xứng đáng. Dân kinh doanh không để mình nghỉ ngơi quá lâu mà ngay lập tức bắt nhịp với thị trường, tìm ra những hướng kinh doanh mới, chớp thời cơ nhanh chóng để đi tắt đón đầu, giúp cho lợi nhuận tăng cao. Còn giáp này chuẩn bị tinh thần để đếm tiền đi nhé. Dự kiến số tiền bạn kiếm được nhờ làm ăn buôn bán cũng chẳng ít chút nào đâu, khéo phải mua máy đếm tiền ấy chứ. Tháng 4 âm lịch. Bước sang tháng 4 năm 2020 âm lịch, tuổi Thìn một lần nữa giành lại ánh hào quang tài lộc cho mình. Sau bao ngày đếm mận nằm gai, cuối cùng bản mệnh cũng thấy được ánh sáng phía cuối con đường, thấy được đồng tiền mồ hôi nước mắt do chính mình làm ra. Con giáp này cần lưu ý, thu nhập trong tháng này chủ yếu là từ thứ tài, do con giáp này làm thêm nghề tay trái hoặc nhờ may mắn mà có được. Dân làm ăn kinh doanh thu lợi tốt, quy mô kinh doanh phát triển lớn mạnh, tiền bạc thu về có khi nhiều gấp đôi, gấp ba so với mức bình thường. Nếu có cơ hội thì có thể tính tới chuyện hợp tác kinh doanh. Với nguồn lực được tăng thêm, con giáp này sẽ tiến bộ vượt bậc và đạt thêm nhiều thành công mới. Song, những chú rồng cũng cần thận trọng khi tìm kiếm đối tác, lựa chọn cẩn thận người đáng tin cậy để tránh tình trạng bị lợi dụng, bị lừa gạt hay lật kèo ngay phút cuối. Chính tài chẳng có là bao nên dân làm công ăn lương vẫn cần phải chú ý chỉn chu hơn trong công việc của mình thì mới có thời gian mà làm chân trong chân ngoài được. Tháng chạp. Tháng 12 âm lịch chính là một trong những tháng phát tài 2020 của người tuổi Thìn. Con giáp này không ngừng thu tiền về tay, tài lộc cứ thế ùn ùn kéo tới. Nhiều người lo lắng rằng thời điểm này năm hết Tết đến có nhiều khoản phải lo toan, chi tiêu này kia. Nhưng đó không phải là việc mà bản mệnh cần lo lắng. Chẳng những có thể lo Tết chu toàn mà con giáp này còn có khả năng thu được tiền bạc gấp nhiều lần so với bình thường. Kiếm tiền không ngừng nghỉ, đến thời gian ngồi đếm tiền cũng chẳng có nữa. Nhu cầu mua sắm tăng cao, vượt trội của người dân giúp cho việc kinh doanh của những chú rồng đạt được nhiều bước tiến mới. Nhờ nguồn tiền thu về trong khoảng thời gian này mà sắp tới bản mệnh có thể thực hiện được thêm nhiều kế hoạch ấp ủ từ trước đó. Với người làm công ăn lương thì đây là tháng mà các khoản thưởng Tết sẽ giúp bạn trang trải được chi phí phát sinh trong thời gian tới. Còn giáp này làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua nên đây sẽ là những gì bạn xứng đáng được nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Nghề Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.